anh chị em đang có mặt ở đây gọi là bệnh nhân nan y, đạo Phật gọi là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp có nghĩa là đời trước mình đã gieo thù chuốc oán, rồi đời này mình đã sát sanh hại vật, cho nên mình phải mắc cái bệnh nghiệp, mình phải trả cái nghiệp này. Đó là đạo Phật đã gọi là bệnh nghiệp. Còn trần gian khoa học hay là xã hội mà không có tôn giáo nào thì cái bệnh này người ta gọi là bệnh nan y. Nan là khó, hoặc là bệnh hiểm nghèo. Bệnh này ít người bệnh lắm mà bệnh chữa không được. Hoặc là bệnh này được gọi là bệnh quái ác. Bệnh gì mà nó ác ôn quá, nó cướp đi mạng sống của con người. Rồi đạo Thiên Chúa mình thì cho rằng quái ác với cái bệnh nghiệp này đạo Thiên Chúa không cho đâu. Đạo Thiên Chúa cho là Chúa thương, Chúa thử thách, chứ không là Chúa không cho đây là bệnh. Đạo Thiên Chúa không cho đây là bệnh. Nhưng Chúa dạy chúng ta các bệnh này gọi là đền nợ máu, chứ không phải là bệnh. Khi chúng ta gặp những cái căn bệnh này thì đó không phải là bệnh, mà đó chính là đền nợ máu. Vì chúng ta đã đi sai đường lối mà Đức Chúa Trời đã dạch ra cho con người, do vậy mà chúng ta đền nợ máu. Ngày ngày chúng ta đau khổ, chúng ta đối diện với khó khăn, bệnh tật, hiểm nguy. Đó gọi là đền nợ máu. Vậy hôm nay ta dạy anh chị em một cái tinh thần sống đạo đức. Vì cái tinh thần sống đạo đức này dựa trên lời Chúa, chứ không phải là dựa trên cái lời của phàm nhân. Dựa trên lời Chúa là Chúa dạy chúng ta rằng các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến để đào ngạch khoét dách nhà mình. Đây là lời Chúa. Nhìn những người công giáo xin giơ tay lên kìa. Những ai là người công giáo? Rồi xin để tay xuống. Vậy tất cả những người công giáo có công nhận đó là lời Chúa không? Hả? Lời Chúa dạy là anh em hãy tỉnh, vì anh em không biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến. Chúng nó sẽ đào ngạch khoét dách nhà mình. Vậy cái câu này chúng ta phải hiểu như thế nào cho đúng, để chúng ta sẽ tỉnh thức. Thứ nhất là chúng ta, cái nhà của mình, đây có phải là một căn nhà không? Nhưng ở đây Chúa đang nói đến cái căn nhà thân xác của chúng ta. Thân xác của chúng ta, Chúa muốn nói là thân xác chúng ta là một căn nhà. Vậy thì ở trong Kinh Thánh cũng có dạy chúng ta rằng thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh, Thánh Thần. Vậy đào ngập khét dắt nhà mình, vậy cái nhà của mình chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy nhà của mình, đền thờ của Chúa Thánh Thần chính là thân thể của chúng ta. Thân xác của chúng ta chính là cái nhà của chúng ta, và thân xác của chúng ta chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy thì Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào ma quỷ nó sẽ đào ngạch, nó sẽ khoét dắt nhà mình. Vậy thì cái chữ tỉnh thức để cho ma quỷ không đào ngạch, không khoét dắt cơ thể mình. Đào ngạch có nghĩa là mình ví dụ đơn giản là giống như đào một cái ngạch là đào nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là mo cái ngạch, cái góc nhà đó gọi là đào ngạch. Ví dụ như mình bị cảm mạo của mùa là một hình thức là mình bị đào ngạch. Còn nếu mình bị ung thư thì là một hình thức mình bị khoét dắt. Mình trong cơ thể mình bị một khối u thì nếu mình không chữa trị thì nó từ từ nó bung ra không? Bung ra, khối u ban đầu nó nhỏ thôi, rồi mình không chữa trị nó lớn, nó phải thành một cái lỗ không? Nó thành một cái lỗ chảng là trong cơ thể mình, có nghĩa là nó bị môi của lỗ chảng. Vậy Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức, vì không biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến đào ngạch khoét dắt nhà mình. Cái chữ tỉnh thức này chúng ta phải làm sao để ma quỷ không đào ngạch khoét dắt.
chữ tỉnh thức này chúng ta phải trở về cái con đường mà chính Thiên Chúa đã dạy ra chúng ta đi, đó là ăn chay tỏ mặt chúng ta. Và đó chính là thức ăn của con người. Mà nếu chúng ta đi vào thức ăn này thì chắc chắn một điều là ma quỷ nó sẽ khó đào ngập phép chất này. Có nghĩa là khi chúng ta ăn thức ăn cây cỏ này gặp thì cái chuyện cảm mạo bốn mùa nó khó đến với chúng ta. Và cái chuyện ung thư hay là bệnh hiểm nghèo hay là bệnh nghiệp nó sẽ khó đến với chúng ta. Bởi vì chúng ta đã ăn đúng cái thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta. Đó là như thế. Vậy chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có Thiên Chúa là đứng vào lòng chúng ta, đã dạy cho chúng ta rất là rõ. Mà tại sao ngày hôm nay chúng ta để cho ma quỷ nó khép chất nhà chúng ta? Là bởi vì chúng ta không tỉnh thức. Mà chúng ta không tỉnh thức là bởi vì chúng ta hiểu sai đường lối của dạy. Ở đây cha không muốn nói hội thánh hiểu sai, tại vì hội thánh là chỉ có 1 tỷ 2-300 ngàn người trên vũ trụ này thôi. Cho nên hội thánh công giáo chỉ là một góc nhỏ trong xã hội này, trong vũ trụ này. Cho nên hội thánh hiểu sai lời Chúa, điều này không có gì gọi là ngạc nhiên cả. Tại vì hiện nay vũ trụ này gần 8 tỷ người. Vậy thì chỉ có 1 tỷ mấy người công giáo mà hiểu sai thì đường lối của Đức Chúa Trời thì không có gì gọi là ngạc nhiên hết. Đối với cha thì không có gì gọi là ngạc nhiên. Nhưng điều mà cha muốn rằng không phải hội thánh sửa mình mà cả nhân loại trên vũ trụ này phải sửa mình. Vì hiện nay nhân loại trên vũ trụ này đã đi sai đường là ăn động vật, là chấp nhận động vật là thức ăn của mình. Chỗ này là chỗ nhân loại đang sai. Mà nếu chúng ta không sửa mình, đồng nghĩa với lời Chúa dạy là chúng ta không tỉnh thức, thì cơ thể chúng ta sẽ bị khoét chất đào ngập, nhất định sẽ có những bệnh sòn sòn, rồi nhất định sẽ có những bệnh lớn hơn là hiểm nghèo, là ung thư hay là bệnh nghiệp. Vậy thì điều cha mong mỏi rằng không phải hội thánh sửa mình mà cả nhân loại trên vũ trụ này phải sửa mình và phải chấp nhận cây cỏ mai hạt giống là thức ăn cho bản thân của mình. Và điều này cha nói ở đây không phải là điều cha tuyên bố, nhưng điều này cha nói đây là điều Chúa đã phán cho chúng ta, cho những người trên vũ trụ này, trên hành tinh này. Còn những hành tinh khác thì cha không biết, vũ trụ này nó có biết bao nhiêu hành tinh. Ở trên hành tinh này nó có gần 8 tỷ người. Thì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa đã dạy cho những nhân loại trên hành tinh này là phải ăn cây cỏ mà giọt. Còn những hành tinh khác, cha không ở trên đó, cha không ở những hành tinh đó, cha không biết. Nhưng mà trên vũ trụ này có rất nhiều hành tinh, chứ không phải chỉ có một hành tinh chúng ta. Vậy cái hành tinh mà 8 tỷ người đang ở đây là phải trở về với cái con đường mà Đức Chúa Trời đã định ra là ăn cây cỏ mà hạt giống. Vì đây là điều mà Thượng Đế đã an bài cho con người. Và khoa học lần bước phát triển đã khám nghiệm ra cơ thể con người không dung nạp động vật. Khoa học cũng đã chứng minh cho con người, cho con người hiểu được rằng cơ thể của con người là một hàm răng bằng để ăn những thức ăn cây cỏ, gọi là ăn thực vật hay gọi là ăn thảo mộc, hay là cái đường ruột của con người, hay là thận của con người không có
nó không có hoạt động gì đó về thức ăn đó, đạm động vật. Hay là ruột của con người nó dài gấp 12 lần chiều cao của chúng ta. Vậy thì nó không, nó đi qua từng ngõ ngách, nó có nhiều đường cong điểm uống, nó có nhiều lồi lõm điểm uống. Khi chúng ta nạp, dung nạp động vật vào thì cơ thể chúng ta nó không chống đỡ nữa. Đến một ngày nào đó cơ thể chúng ta nó đã gục ngã một cơ quan nào trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị đào ngạch chết giấc. Do vậy mà chuyện giáo hội Công giáo không hiểu được lời Chúa chỗ này, chuyện này không lớn. Cái chuyện lớn ở chỗ là hiện nay rất nhiều người hiểu được Chúa dạy ăn cây cỏ mà hạt giống, và cũng rất nhiều người nắm được, bắt được kịp thời khoa học tiên tiến đã dạy chúng ta là con người không dung nạp động vật. Vậy thì những ai mà đã nhận ra được Chúa dạy ăn cây cỏ mà hạt giống, những ai đã nhận được kiến thức khoa học dạy chúng ta không dung nạp động vật thì chúng ta hãy mau tỉnh thức. Chúng ta hãy mau trở về với lời của Chúa dạy là hãy tỉnh thức. Vì không biết ngày nào, giờ nào cơ thể chúng ta sẽ bị phá hủy do chúng ta ăn động vật. Đó là điều mà cha khuyên anh chị em hãy cố gắng trở về với con đường của Chúa dạy.